Xin chào quý khán giả trên kênh YouTube Ngày Xe Tiết Cương. Một sáng đẹp trời tại cà phê Vườn Đá. Hôm nay có rất nhiều những chiếc xe rất là dễ thương, và Tiết Cương sẽ giới thiệu quý vị một chiếc xe cũng rất là độc lạ. Mời quý vị cùng Tiết Cương lướt sơ qua các xe có mặt ngày hôm nay, và Tiết Cương sẽ giới thiệu quý vị chiếc xe độc lạ đó nhé. Trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc xe rất là độc lạ. Thưa quý vị, ngoài những chiếc xe ngày xưa của Việt Nam chúng ta, hiện nay trào lưu những người sưu tầm và chơi xe rất thích sưu tầm những xe độc lạ từ châu Âu, Pháp, Đức, Hà Lan và cả thị trường Mỹ hoặc là nội địa Nhật. Thì hôm nay Tiết Cương giới thiệu một chiếc xe rất là độc, và lần đầu tiên Tiết Cương mới thấy nhân vật chính, chủ nhân của chiếc xe này. Trân trọng giới thiệu, đây giới thiệu anh Long Quỳnh. Xin chào anh. Chào em. Anh em mình lại gặp nhau, và mỗi lần thưa quý vị gặp anh Long Quỳnh là có một chiếc xe độc lạ để giới thiệu quý vị. Hôm nay thì anh Long giới thiệu với em, Tiết Cương với quý vị khán giả một chiếc xe gì đây. Em thấy nhìn chiếc này để em đón nha. Chiếc này là một chiếc Suzuki 100 ngày xưa đúng không? Thấy vô hay sai vậy đây? Thấy sai. Logo Honda. Honda. Mà cái bình xăng với cái dáng nó nhìn giống mấy chiếc Su ngày xưa anh Long. Anh có thể giới thiệu em với khán giả này chiếc gì không? Rồi. Hôm nay thì anh Long sẽ giới thiệu Tiết Cương cùng các anh em đam mê xe cổ. Thì đây là một cái dòng xe Honda mà nó sản xuất năm 1963. Đời xong ba. Bây giờ là nó đúng là 60 tuổi rồi đó. Là hơn Tiết Cương 10 tuổi, Tiết Cương 73. Đó. Nên là nó sinh năm Quý Mão. Thì cái dòng xe này nó có tên là C200. C200 như quý vị. C200. Là nó 200 phân khối. Không, nó là 90 phân khối. Ủa, có 90 nữa hả? Nó còn có một cái tên nữa là Baby Jim. Baby Jim 90, tức là Jim là gì anh? Baby Jim là giấc mơ nhỏ. Baby Dream. Là giấc mơ bé nhỏ. Giấc mơ bé nhỏ. Đó. Thì cái dòng này á, nó có tên là cái dòng C. Mà cái chiếc xe này nó đặc biệt ở cái hai cái đặc điểm là nó lạ nhất của dòng xe Honda, tức là cái chụp bugi của chiếc xe Honda thường là nó nằm bên tay phải, còn cái này nó lại nằm bên tay trái. Rồi, chiếc xe này đặc biệt một cái nữa là cái động cơ của nó thì không dùng sên cam mà nó dùng bằng hai cái đũa. Cái đũa ăn cơm hả anh? Cái đũa mà cái đũa kim loại nó thiết kế của cái máy này là hai cái đũa để mà nó thay cho cái sau này người ta mới thiết kế lại là dùng bằng cái bánh, dùng cái dây sên cam. Cái bánh thì nó là bánh răng. Hai cái cây đũa, người ta gọi là máy đũa. Nó 90 để nó đẩy xúc bắp hả? Đúng rồi, để nó đẩy xúc bắp. Rất là lạ như quý vị, lần đầu tiên Tiết Cương thấy một chiếc xe máy đũa, và quý vị thấy cái đầu quy lát của nó rất là ngắn. Lạ lùng không? Nó rất là lạ. Và cái bugi lại nằm bên tay trái, rất là lạ như vậy. Cái dòng này là em thấy cái kiểu dáng nó phải là dòng thể thao không anh? Nó là dòng sport á Tiết Cương. Nó là dòng sport đây. Cái cần số của nó để cho mình thao tác á chỉ có một phía trước thôi. 4 số tới. 1 2 3 4. Còn cả trả số là 1 2 3 4, trả về quyền sau. Nhưng mà đạp hết trước không có bị bể phải không? Không đạp. Đây là cái số khung của nó đây. Đây là C200. C200. Thì cái dòng ở cái phụ trước của nó là nó xài giò gà ha. Tiết Cương có nhớ là kỳ trước là mình có review một chiếc là 1S65. 1S65, tức là sản xuất năm 1965 sau cái chiếc C200 này. Đó. Thì cái gồm những cái phần ở phía đầu đèn ngoài trước á thì gần như là nó giống chiếc 1S65. Nhưng mà em thấy khác cái này nè. Cái giò gà nó có con ốc này lạ quá nè. Đúng rồi, 90 là nó mới cầm về đó. Đó, có này nó rất là nhìn nó rất lạ, rất cổ điển ha. Mấy ông địa 90 nó cũng cầm về đó, giò gà nó đục. Rất là độc đáo. Cái này xi nhan nó nằm ở đây hả anh? Xi nhan nó nằm ở trên ghi đông. Cho em hỏi anh, chiếc này hàng Mỹ hay hàng châu Âu anh? Hàng Mỹ bởi vì nó xài mai quý vị. Nó xài mai. 60 mai. Nó dùng mà. 60 mai thì nó tương đương với gần 100 của km quý vị. Nhân với 1 dặm 6. Quý vị nhìn thấy cái này màu đỏ dầu giống như kiểu 72 xưa rất là đẹp. Và đặc biệt nếu quý vị nhìn kỹ thì thấy những cái màu đỏ từ nhựa nó sẽ khác với những cái màu đỏ từ sắt như quý vị. Theo thời gian thì những cái màu đỏ sơn từ sắt thì nó sẽ
bạc phai anh ha. Còn những cái từ nhựa thì nó vẫn giữ. Nhựa là nhựa đúc luôn chứ đâu phải sơn lên anh ha. Đúc ra cái màu nhựa màu đỏ luôn. Màu nhựa đỏ của nó luôn. Đây cái bô nó rất là độc đáo quý vị. Cái bô nó nhìn sơ qua rất giống với xe bô 2 thì nhưng mà thật sự nó 4 thì. Này thường mà anh em mà chơi 67 thì thường gọi cái dòng bô này là bô cá lẹp. Như lẹp. Giống như khô cá lẹp vậy đó. À, nó giống như khô cá lẹp vậy đó, nó lẹp lẹp. Là gấp là có 2 tầng thôi nha quý vị. Phục nhúng 2 tầng rất là cổ điển. Kiểu cái dòng này như chưa có ra 3 tầng nó cái những cái đời xe mà ngày xưa của Nhật mà khoảng xưa xưa thì nó xe nam xe nữ nó chưa phân biệt rõ. Ha anh Lâm ha. Ừ. Nó chưa có rõ như 67 Honda Dam như quý vị. Nó cứ lai lai giữa nhìn rất là lạ và cổ điển. Cứ gần diễn dần năm cứ nó dần nó về sau này á thì nó phân quá rõ rệt hơn. Cái xe nó sẽ thiết kế nó từ nó. Mà em thấy đi xe đặc biệt cái đồ gác chân là nó không phải nằm trên, nó nằm trên cái bô chứ không phải nằm dưới cái bô cái gì ơi. Ừ. Đọc ghê không? Nó lạ, rất là lạ. Và em thấy cái co xăng cũng rất là độc đáo. Nó có thêm cái cạnh này nữa vậy. Nó không có thể nhầm lẫn. Nó bình xăng con đó, cũng vậy á. Cái ổ khóa công tắc á, thì là giống cái dòng 1S. À. Cái ổ khóa công tắc. Đó. Thì nó sẽ 2 tầng. Dạ. Yeah. Đây là mình mở nè. Đây là mình mở nè. Rồi, đây là mình mở đèn nè. Dạ. Yeah. Nó sẽ có 2 tầng. Đó. Còn cái bình xăng này thì thôi, chứa xăng là đi phượt rồi thôi, tao chạy luôn. Mà sao xe này không có xăng kỳ anh? Có sao không có. À, coi như là sáng mấy có cái thùng xăng này màu đen sơn chi nó gắn vô để đi phượt để chứa xăng nhiều. Yeah. Chứa xăng nhiều lắm. Bình xăng này chứa được chắc cỡ 7 lít đó quý vị. Anh nghĩ hơn đó. Hơn luôn hả? Ừ. Quá đẹp. Đầu lá màu đen ngầu ha. Ừ. Tiết Cương sẽ thử chạy một vòng như vậy để trải nghiệm dầu. Cảm giác xe 90 rồi Tiết Cương chạy thử rồi. Coi nó mạnh không? Rất là ok. Đạp nhẹ lắm quý vị ơi. Rồi mở rồi đó. Ủa mở rồi hả? Mở rồi. Nó 3 tầng. Trải nghiệm thử C200. Giống đi ngược. Quá đã luôn, cái dáng ngồi nó thoải mái ha anh Lâm ha. Chiếc này mà mình đi đường trường là hết bài luôn quý vị ơi, ngon lành lắm. Đó. Hết ga hết số luôn. Rồi. Hôm nay Tiết Cương rất là cảm ơn anh Lâm đã dành thời gian cho review chiếc C200 hàng lạ của hãng Honda hàng Mỹ này, để Tiết Cương và quý vị khán giả có thêm một cái trải nghiệm về những dòng xe độc lạ của xe cổ ngày xưa. Rất cảm ơn anh Lâm. Okay. Chúc anh luôn sức khỏe và phát tài, có nhiều tiền và có nhiều tiền để mua thật nhiều xe để em review. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Xin chào.